trận chung kết cúp quốc gia giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Bình Định thì đội trưởng Văn Quyết của Hà Nội sẽ có ít phút dành cho truyền thông. Xin mời các anh chị đặt câu hỏi. Ở mùa giải năm nay thì câu lạc bộ Hà Nội đã phải đối đầu với câu lạc bộ Bình Định trên sân Hà Nội. Chính vì điều đó nên là thất bại. Về cái trận thất bại đó thì đâu là nguyên nhân của Hà Nội chịu thất bại 0-3 đậm trên nhà đó, có cái trận đấy. Tôi nghĩ chẳng có nguyên nhân gì. Nguyên nhân tôi thất bại là tôi đã đứng lên, tôi giành được cái chức vô địch. Đấy là cái mà Hà Nội FC đã thức tỉnh. Về chi tiết thất bại thì có rất nhiều những cái lý do, nhưng mà quan trọng nhất là chúng tôi đã đứng lên, tôi đã giành được chức. Cái chấn thương của Quyết bây giờ như nào rồi, và trận đấu tới đây em đã ra xem được chưa? Rất cảm ơn câu hỏi. Với chấn thương của Quyết thì ngày hôm qua Quyết cũng đã đi chụp phim rồi, ngày hôm nay Quyết sẽ quay trở lại chụp phim không đâu. Có thể nói là 70-80%. Bình Định là một đối thủ rất khó chịu mùa giải này, đặc biệt là cái trận lượt về thì đã thua đấy, và họ đã gần dần dần ổn định rồi. Thì cái trận chung kết quốc gia tới đây thì biết là huấn luyện viên Chung Jae-ho đã nói gì về với các cầu thủ mà chuẩn bị ra trận đánh cuối cùng của mùa giải? Với Hà Nội FC thì mọi người đều biết là một mùa giải năm nay thì có rất nhiều cảm xúc, rất nhiều những đội bóng muốn đánh bại Hà Nội FC. Không chỉ riêng Bình Định, rất nhiều những đội bóng rất là muốn đánh bại Hà Nội FC, nhưng Hà Nội FC cũng muốn có những lực lượng chuẩn bị đấu pháp rất là tốt. Người đã đánh bại Bình Định, tôi đều thấy là đây là một trận đấu cuối cùng kết thúc một cái năm cho bóng đá Việt Nam. Thì không có lý do gì mà các cầu thủ Hà Nội không tận hiến và không cống hiến hết mình. Trong một năm tính khoảng 100 trận thì chúng tôi đã thi đấu 99 trận rồi, trận cuối trên sân nhà nữa, mà tôi nghĩ là không chỉ các cầu thủ trụ cột đâu, bây giờ chuyển cho các bạn trẻ, các bạn hào, các bạn những đôi khi các bạn đá còn tốt hơn cầu thủ chính. Bởi vì còn một trận cuối rồi thì không có lý do gì chúng tôi không hết mình vì khán giả thủ đô, và chúng tôi cảm thấy rất là thoải mái khi chúng tôi đã đạt được những mục tiêu. Và mục tiêu sắp tới đây là một cái bứt phá nữa, mà không có lý do gì mà để các cầu thủ cũng như là em trẻ bất thành suy nghĩ lo lắng. Tôi cá nhân tôi thì cũng chia sẻ là các em cũng như là toàn thể đội bóng thoải mái nhất ra sân, tinh thần cống hiến cho khán giả thủ đô trận đấu cuối cùng của bóng đá Việt Nam trong năm nay. Chắc chắn đây là một cái lợi thế rất là to lớn. Tôi rất muốn, tôi cũng như động viên anh em là rất là mong muốn kêu gọi khán giả đến sân thật đông để ủng hộ. Tại vì không có lý do gì mà trên sân nhà, khán giả nhà tôi không thi đấu hết mình. Thắng thua thì nó có nhiều rất nhiều yếu tố. Nhưng chúng tôi được thi đấu trên sân nhà, tôi được khán giả đến sân ủng hộ đông đảo. Đấy là cái điều để chúng tôi có thể đền đáp lại bằng một cái kết quả tốt nhất.